Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng cứ mời quý vị theo dõi phóng sự đặc biệt với Thanh Trúc. Kính thưa quý vị, khi chúng tôi đến với buổi văn nghệ gọi là lời nguyện Giáng sinh ở tại nhà thờ Saint John Vianney này đó, thì chúng tôi không chỉ thấy những người Công giáo mà cả những người Phật giáo cũng đến đây để tham dự trong một cái không khí rất là rộn rã mà lại đầm ấm nữa. Đúng là cái không khí của những ngày mà tin mừng sắp loan ra, Chúa sẽ xuống trần. Và một trong những người mà chúng tôi muốn nói chuyện, mong muốn được nói chuyện ở đây là chị Văn. Chị Văn là Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt ở tại Louisville. Thưa quý vị, và Thanh Trúc cũng muốn nhân dịp này để hỏi chị là chị không phải là người Công giáo, nhưng mà hình như là theo như Thanh Trúc biết đó là hình như là chị cũng đến nhà thờ rất là nhiều và chị cũng có tham dự những cái sinh hoạt bổ ích của nhà thờ này. Chị có thể cho biết vì sao? Dạ, thưa chị Thanh Trúc, em... tuy là người Phật giáo nhưng mà những sinh hoạt của nhà thờ Saint John Vianney, tụi em cũng hay đến để mà tham gia. Cha chính ở đây rất là dễ thương, rất là dễ mến đối với tất cả những cái tôn giáo xung quanh đây. Thành ra cái nhân tình đối với tụi em, hơn nữa là tụi em trong cộng đồng, thành ra những cái sinh hoạt của cha, từ những buổi lễ hay là những buổi văn nghệ, tụi em thường đến để mà tham gia. Thưa chị Văn, cha chính cũng như là ông Thắng đó có nói rằng là sẽ có một cái nhà thờ mới. Như vậy đó, trong thâm tâm chị có mong có được một cái nhà thờ mới hay không? Và chị kỳ vọng gì ở nơi cái nhà thờ mới đó? Không biết là bao giờ sẽ xây xong, nhưng mà chị kỳ vọng cái điều gì ở cái nhà thờ mới? Dạ, dạ thưa chị, khi biết được tin cha thông báo là sẽ xây nhà thờ trong những năm sắp đến, em rất là vui và rất là mong ước có được một nhà thờ mới, khang trang hơn. Em hay đến đây sinh hoạt, thành ra thấy nhà thờ này thứ nhất là nó cũng rất là cũ, thứ nhì là giáo dân ở đây ngày một đông hơn, mà nhất là giới trẻ. Em thấy nhà cha và các ban lãnh đạo của nhà thờ nurture các em rất là tốt. Đó là thế hệ thứ hai, thế hệ tương lai của cộng đồng. Thành ra nếu có một cái nơi tốt để sinh hoạt và lành mạnh như vậy, tụi em rất là vui và rất là mong mỏi và sẵn sàng đóng góp để việc xây dựng nhà thờ mới thành công, tốt đẹp và gần nhất. Thưa chị, hẳn nhiên là chị là Phó Chủ tịch Cộng đồng và chị cũng đã sinh hoạt nhiều như chị đã trình bày đó, thì chị thấy là chị nhận xét chung đó về cái sinh hoạt của người Việt ở đây nè, họ như thế nào đối với nhau, họ cư xử như thế nào đối với nhau, nhất là người Việt ở đây. Tại vì chúng tôi ở xa tới thì chúng tôi thấy đây là một cái thành phố rất là hiền hòa, còn chị thì chị thấy như thế nào? Dạ thưa chị, em rất là vui khi chị hỏi cái câu mà cái sinh hoạt của cộng đồng như thế nào. Từ lúc đến đây, từ lúc định cư sang đây tới bây giờ em sinh hoạt trong cộng đồng, thì nhận biết một cái thành phố nhỏ, dân số Việt Nam ở đây không có đông, chỉ độ chừng 5-7 ngàn người. Tuy nhiên em thấy rất tình người, rất là ấm áp, nhất là về mặt tôn giáo. Lãnh đạo của các tôn giáo ở đây, cha của nhà thờ rất là quan tâm và đến thăm. Thầy trụ trì của những chùa, và chùa cũng đến chúc Tết cho cha vào những dịp đầu năm. Em thấy cái đó rất là hiếm. Là một cái người trong cộng đồng Việt Nam, em đi nhiều nơi nhưng mà em thấy cái đó là một cái điểm mà em rất là thấy đầy cái tình thương của quý thầy, quý cha ở đây. Hơn nữa, em thấy khi mà cộng đồng sinh hoạt đó, thì ở đây mình có là hội HO của các bác, hội cao niên, chùa, nhà thờ, làm việc chung với nhau một cách rất là thân tình. Thế mà khi có việc đến, có sinh hoạt của cộng đồng, thì mọi người chung sức với nhau làm việc,
rất là thoải mái mà không phân biệt hội này hay hội kia hay là tôn giáo này tôn giáo kia. Đó là một cái niềm vui rất là khích lệ cho những người làm việc xã hội ở đây. Bây giờ chúng ta nói về kinh tế một tí. Theo chị thấy đó, vì chị cũng là một gọi là business woman, thì chị thấy như thế nào cái sự đóng góp của cộng đồng người Việt ở đây nè, đặc biệt nói riêng về cái thành phố Louisville và kể cả cái vùng khu vực Jefferson, kể cả bên Jefferson Town nữa, chị thấy cái sự đóng góp của người Việt mình đó về cái mặt kinh tế vào trong cái dòng chính này nó như thế nào thưa chị? Dạ thưa chị, với cái sự hiểu biết rất là nhỏ nhoi của em thì em nhận thấy rằng cộng đồng Việt Nam ở đây tuy nhỏ nhưng mà có những cái đóng góp cũng tương đối ngày một phát triển. Em thấy là cái về kinh tế thì cuộc sống bà con mình ở đây khá ổn định, đời sống giả sung túc được thể hiện qua những cái sinh hoạt của nhà thờ, những cái đóng góp cho nhà thờ. Như chị thấy nhà thờ thì khang trang hơn, chùa thì chùa ở đây được xây dựng lại hoặc là xây chùa mới. Thành ra đó là những cái biểu hiện về kinh tế rất là phồn thịnh, đóng góp cho những cái tôn giáo của mình. Ngoài ra các thế hệ thứ hai cũng thế hệ thứ nhất thì làm việc chăm chỉ không nói, nhưng mà em nói là ngay cả thế hệ thứ hai cũng giữ được cái phong tục, những cái làm việc siêng năng. Như em thấy là thiếu nhi thánh thể của nhà thờ đây, mấy em sinh hoạt rất là giỏi và mấy em rất là thành công. Ở bên chùa thì có gia đình Phật tử cũng rất là thành công, mấy em lớn lên ở đây và những cái business Việt Nam mình ở đây cũng phát triển tốt, những cái entrepreneur tiểu thương ở đây cũng có một số người Việt Nam cũng đã đóng góp trong cái nền kinh tế của địa phương ở đây, và nhất là ngành nail thì phải nói là rất là phồn thịnh, phát triển tốt ở địa phương này. Trong tâm tình của một người gọi là phó chủ tịch cộng đồng và hơn nữa lại là một người đến tham dự cái buổi lễ gọi là lời nguyện Giáng sinh đêm nay đó, thì chắc là chị Văn cũng có một đôi lời để mà cầu chúc tốt đẹp để gửi đến mọi người. Xin mời chị. Dạ, thưa chị, tối nay rất là vui khi đến dự buổi lễ Giáng sinh tối nay. Em trước nhất xin kính chúc cha luôn nhiều sức khỏe để dìu dắt giáo xứ St. John Vianney, và cũng xin kính chúc Hội đồng Công giáo cùng tất cả bà con được hưởng một mùa Giáng sinh vui vẻ và một năm mới an khang thịnh vượng. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, quả đúng như là lời chị Văn đã thổ lộ đó, thì là ở đây đó cái không khí nó thân tình ở cái chỗ là nhà thờ đi thăm chùa và chùa cũng đi đến để viếng các cha ở nhà thờ. Đây là một cái không khí mà nó hài hòa, nó an bình cho một cái trong cái tình yêu thương mà gắn kết người Việt chúng ta lại với nhau ở tại thành phố Louisville này. Thanh Trúc xin thân ái gửi lời một lời chào tạm biệt đến với quý vị từ Louisville và hẹn tái ngộ quý vị ở tại DC. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTN DC, xin email washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.